Màng mề gà còn gọi là kê nội kim, là lớp màng màu vàng phủ mặt trong của mề gà. Khi mổ gà, lấy mề gà mổ ra, bóc ngay lớp màng bao quanh mề gà, đem rửa sạch rồi phơi. Loại màng tốt có màu vàng nâu, trên mặt có nhiều vết nhăn dọc, khi phơi khô chất giòn, dễ vỡ vụn. Vết bẻ có cạnh bóng, khi dùng đem sao với cát cho phồng lên, lấy ra rây bỏ cát là được, bảo quản nơi khô ráo, kín, tránh để nặng làm vỡ nát. Theo y học cổ truyền, kê nội kim có vị ngọt, chữa các bệnh rối loạn tiêu hóa, chữa cam tích trẻ em, biếng ăn, ăn không tiêu, bụng đầy trướng, ăn vào muốn nôn, đại tiện lỏng, viêm dạ dày, ruột, sỏi tiết niệu, tiểu vắt, tiểu và đại tiện ra máu, mụn nhọt. Chữa cam tích, bụng đầy, ít ăn, đái rắt, đái buốt. Màng mề gà sao 60g, tán bột mỗi lần uống 4-6g, ngày 2 lần với nước cơm hoặc nước ấm. Trẻ tiêu hóa không tốt, lấy gạo 100g nấu cháo, màng mề gà 15g sao phồng, tán bột cho vào cháo, thêm gia vị, muối hoặc đường, mỗi ngày ăn 2-3 lần. Món ăn bài thuốc dùng cho trẻ biếng ăn: màng mề gà 6g, thịt lươn 250g. Cách chế biến: lươn dùng muối tuốt cho hết nhớt, mổ bỏ hết phụ tạng, rửa sạch, thái thành từng khúc. Màng mề gà sao khô tán nhỏ, thêm chút muối và gia vị trộn đều với thịt lươn hấp chín, dùng làm thức ăn cho trẻ trên 3 tuổi. Ho gà: màng mề gà 10g, sao vàng thành bột, mật ong 50g, tỏi 10 nhánh ép lấy nước, mã thầy 500g ép lấy nước, cho tất cả vào nước, lượng vừa phải, đun sôi mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 thìa con. Chữa sỏi đường tiết niệu: màng mề gà 30g, đảm tinh 10g, sơn tra 30g, tất cả đem tán nhỏ, cách dùng mỗi lần uống 3g với nước đun sôi, ngày 2 lần. Viêm đại tràng mạn tính: màng mề gà sao 10g, bạch tuột 10g, tán bột trộn đều ngày uống 2 lần, mỗi lần 4-6g. Chữa đau dạ dày: bột mịn kê nội kim 4g, bột mịn mai mực 4g, bột gạo nếp rang thơm 2g, bột cam thảo đã khử 0,2g. Tất cả trộn thành một gói, mỗi ngày uống 2 gói sau bữa ăn. Trẻ tiêu chảy kéo dài, suy dinh dưỡng: màng mề gà 1 cái, hoài sơn, khoai mài 30g, hai thứ sao vàng tán bột, gạo nếp 50g nấu cháo, mỗi lần cho 5g bột nấu cùng cháo, ăn ngày 1-2 lần.